người hâm mộ sắc đẹp Việt tìm ra được điểm tương đồng giữa tân hoa hậu Miss World 2024 và Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi. Tuy vậy, về điều này có lẽ Ý Nhi vẫn hơn Krystyna Pyszková khi vẫn giữ được hạnh phúc trọn vẹn hậu đăng quang. Vượt qua 111 người đẹp của Cộng hòa Séc, Krystyna Pyszková đã đăng quang tại cuộc thi Hậu Thế giới lần thứ 71. Krystyna Pyszková được mệnh danh là búp bê sống nhờ nhan sắc ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả và chiều cao lên đến 1,81 m. Cô đã tốt nghiệp ngành luật của Đại học K Praha và tiếp tục theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại MCI Imbrac của Áo. Hiện mỹ nhân tóc vàng còn theo đuổi công việc người mẫu thời trang và đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Tại cuộc thi, cô liên tục ghi điểm với những phần thi ấn tượng, cô thời trang bắt mắt. Ngoài danh hiệu Hậu Thế giới lần thứ 71, người đẹp sinh năm 1999 cũng góp mặt trong top 10 dự án nhân ái của cuộc thi. Đời tư của nàng hậu cũng đặc biệt được quan tâm sau khi cô đăng quang. Ít ai biết rằng Krystyna Pyszková cũng đã trải qua một mối tình kéo dài 5 năm với bạn trai cùng ngành luật. Cuộc gặp gỡ giữa Krystyna Pyszková và bạn trai của cô, Radek, đã diễn ra khi cả hai đang là sinh viên. Krystyna đang theo học song song hai ngành, luật tại Praha và marketing tại một trường đại học ở Áo, trong khi Radek học luật tại London. Vì lịch trình bận rộn, cả hai thường chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Mối tình đẹp của họ kéo dài suốt 4 năm. Khi Krystyna trở thành Hoa hậu Cộng hòa Séc vào năm 2022, cô đã khiến công chúng chú ý khi bạn trai của cô bay từ London về để ủng hộ cô trong đêm chung kết. Cặp đôi này đã gây ngưỡng mộ với tài năng và tình yêu lãng mạn của họ. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Krystyna đã phải đối mặt với lịch trình bận rộn của một hoa hậu. Cô thường xuyên du lịch đến nhiều quốc gia và không thể sắp xếp ngày nghỉ để gặp bạn trai. Radek cũng bận rộn với lịch trình của mình ở London. Do đó, đội Uyên Ương không thể duy trì việc gặp gỡ đều đặn và cuối cùng họ đã quyết định chia tay sau 5 năm hạnh phúc. Câu chuyện này của tân hoa hậu khiến người hâm mộ nhớ đến ngay ở Việt Nam cũng có trường hợp tương tự xảy ra, cũng là trường hợp hiếm hoi xuất hiện, đó là việc hoa hậu công khai bạn trai sau khi đăng quang. Người đó không ai khác chính là nàng hậu 10X Huỳnh Trần Ý Nhi. Thời điểm thi Miss World Việt Nam 2023, Ý Nhi đã không ngại kể về mối tình đẹp kéo dài hơn 5 năm cùng bạn trai bằng tuổi. Hậu đăng quang, danh tính bạn trai Ý Nhi càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Được biết, anh chàng tên Nguyễn Minh Kiệt, 22 tuổi, đang theo học Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, có bố mẹ là giáo viên tại trường cấp 2. Ý Nhi tiết lộ bạn trai là mối tình đầu, cặp đôi được thầy cô ủng hộ vì đều là học sinh giỏi, hỗ trợ nhau và giúp đỡ các bạn cùng lớp đạt kết quả học tập tốt. Dù thế, bạn trai tân hoa hậu lúc bấy giờ cũng phải chịu nhiều đả kích lời ra tiếng vào từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng anh chàng còn quá trẻ, sẽ không còn phù hợp với cô gái vừa đăng quang và giữ nhiều trọng trách cao cả. Đứng trước ồn ào dư luận, bạn trai nàng hậu không có động thái phản bác hay ý kiến gì. Đáng chú ý, sau đăng quang không bao lâu, Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục vướng tranh cãi về những phát ngôn của mình. Cô chịu làn sóng chỉ trích vô cùng nặng nề từ cộng đồng mạng. Thậm chí còn bị lập group anti có số lượng người tham gia tăng nhanh chóng mặt, với con số gần 700.000 thành viên. Khi bạn gái gặp nạn, Minh Kiệt đã chọn cách ở bên và động viên cô nàng, đồng hành và cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh chàng cũng nhiều lần lên tiếng để bảo vệ bạn gái trước công chúng. Mọi phát ngôn của bạn trai hoa hậu luôn được đánh giá cao và nhận nhiều lời khen từ netizen. Đến tận sau này, khi Ý Nhi quyết định đi du học, Kiệt cũng toàn tâm ủng hộ bạn gái và có mặt ở sân bay để tiễn cô. Có thể thấy điểm tương đồng giữa tân hoa hậu thế giới Krystyna Pyszková và Ý Nhi là đều có một tình yêu vô cùng đẹp kéo dài 5-6 năm, cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp nhất. Cả hai đều không ngần ngại công khai khi vừa mới đăng quang ngôi vị cao, dẫu biết rằng có thể điều này sẽ gây ra một số trở ngại cho chính mình. Thế nhưng có lẽ Ý Nhi vẫn hơn Krystyna Pyszková là dẫu sao ở thời điểm hiện tại, chàng trai gắn bó cùng cô suốt 6 năm vẫn bên cạnh và sẽ đồng hành cùng cô trong những hành trình tiếp theo.